Mình đang quay trong được đó. Mẹ 5 năm nay người ta đói khổ rồi. Mẹ cho mày. À, thưa bà con, bà con vườn rau Lộc Hưng đã bị cướp đất, đập phá nhà, hủy hoại 503 căn nhà năm 2019. Cho đến ngày hôm nay, chính quyền không một lần nào có một cái đối thoại với người dân một cách chính thức. Ngày hôm nay đi không biết làm chiêu trò gì đây. Bà đã đi gửi giấy mời mà em mang theo lực lượng hai chú công an mặc áo thường phục và gồm rất nhiều lực lượng khác nhằm ý đồ khủng bố người dân vườn rau Lộc Hưng trong giai đoạn này. Thưa cộng đồng mạng, anh chị em xem mà hỗ trợ cho bà con vườn rau Lộc Hưng. Bà con vườn rau Lộc Hưng sử dụng đất từ năm 1954 đến nay, bắt di cư từ miền Bắc vào miền Nam, không một lần nào tranh chấp với ai hết, bị nhà cầm quyền cộng sản đã đàn áp và cướp đất, đập hủy diệt 503 căn nhà ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019, cướp đi của bà con rất bao nhiêu tài sản mà không trả. Ngày hôm nay nhà cầm quyền đưa lực lượng tới với hình thức gọi là thư mời, mà đưa lực lượng hai công an và các cơ quan lực lượng khác nhằm khủng bố và chấn áp tinh thần của người dân. Xin quý vị nghe em. Dạ. Và bao nhiêu lần mời thì lại không mời những người mà có đất. Dạ vâng. Mời những người đã từng lấy tiền. Đây là chiêu trò mới của nhà cầm quyền. Họ đưa cả lực lượng công an bảo kê và đến khủng bố. Dạ. Khủng bố người dân vườn rau Lộc Hưng bằng đưa một lực lượng rất đông, cả công an. Dạ, cảm ơn quý cộng đồng mạng đã quan tâm theo dõi. Dạ, tiếp tục cầu nguyện cho chúng con để chúng con sớm tìm được công lý trên mặt đất của bà con vườn rau Lộc Hưng chúng con. Đây là một mặt đất mà 48.000 mét vuông đất mà ông bà tổ tiên chúng con đã sử dụng từ 1954 đến nay. Chúng con sử dụng từ năm 1954 đến nay từ miền Bắc và miền Nam. Miếng đất này chúng con, ông bà tổ tiên chúng con xương máu chúng con đã đổ ra để gìn giữ nó. Nhưng nhà cầm quyền cộng sản đã cướp của chúng con và dựng nên những cái chòi như thế này để canh gác. Trong chung quanh vườn rau chúng con bốn cái chòi canh gác. Hủy hoại 503 căn nhà của chúng con và cướp đi tài sản của chúng con, đến ngày hôm nay chúng con chưa lấy lại được, hồi lại được. Và chưa có một lần nào cuộc họp đối thoại với bà con. Xin quý vị tiếp tục quan tâm theo dõi và cầu nguyện cho chúng con. Đây là một cái trò ăn cướp của chế độ cộng sản trên mảnh đất 54 bà con vườn rau Lộc Hưng chúng con. Ông bà tổ tiên chúng con đã là những người đã gầy công xây dựng, gìn giữ nó. Chưa một lần nào bỏ hoang, chưa một lần nào tranh chấp, chưa một lần nào bị trúc phế. Chúng con đã có nhiều lần đóng thuế. Sau năm 1975 chúng con đã đóng thuế cho nhà nước và đã có nghĩa vụ với nhà nước. Thế nhưng nhà cầm quyền không áp dụng theo luật pháp để xác nhận cơ sở pháp lý cho chúng con và phớt lờ những cái luật pháp quy định. Và hiện nay thì họ đã rút lui rồi. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho chúng con ạ.